Chào cả nhà nhé. Hiện tại là buổi tập của các cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng kết thúc. Hiện tại mình đang đứng ở đường pit của sân Lạch Tray đây. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã rời khỏi sân Lạch Tray rồi. Các cầu thủ đang uống nước và chuẩn bị nghỉ ngơi. Joseph Mbappe. Hiện tại là các cầu thủ đang nghỉ ngơi căng cơ thư giãn đây. Rồi, mình đã thấy Moses rồi. Moses với những bước đi đây. Rồi, vũ điệu Samba. Đấy, Moses với những bước đi. Ok. Đây, Văn Toàn đây. Văn Toàn Hải Dương. Rồi, trợ lý Ngô Anh Tuấn đây. Lê Anh hỏi này, đội mình là tối nay đi à? Bay à? Hay là chuẩn xác bây giờ? Ok. Chuẩn xác là đội Hải Phòng là 10 giờ bay tại sân bay Cát Bi. Đây là trợ lý y tế Minh Đức đang rồi Đặng Văn Tới này. Toàn rất là hài. Rồi, một cổ động viên đang xin được chụp hình với Văn Toàn đây. Rồi. Đấy là anh sút cho mình ra, mình đỡ bóng, mình đẩy bóng cho mình chạy chạy của những
anh thì nhưng mà chân bóng thì là phải đâu phải chân quay chân em ơi chân anh bảo chân đá anh thở về sút này bóng này là chân bóng này luôn ngay chân em không có đi được trận đấu gì cả sao rồi. Bắt đầu là xin chụp hình với Hải Huy rồi. Chụp hình với đội trưởng Hải Huy. Đình Triệu đây. Chụp tiếp với Hải Huy đây. Các cầu thủ đang chuẩn bị là cất dụng cụ để chuẩn bị tập tắm rửa, cùng cơm. Và tầm 10 giờ là các cầu thủ đã có mặt ở sân bay rồi, chuẩn bị bay rồi. Để kết dụng đây. Rồi Phúc Nhô. Phúc Nhô. Triệu Việt Hưng. Văn Toàn. Lê Mạnh Dũng đây. Được rồi. Cứ đem chai lên lọc, ném ném chai lên lọc. Ném nhanh lên. Ngã xe. Phải mới trả xe xong. Ngã xe xong. Ôm đường, ôm đường. Ngã đâu. Tí hết cả mặt đã có nào. Sắp chút thôi bây giờ mặt. Uống thì nó kém rồi, thích cái à? Ôm đường. Chạy lên. Ôm đường ở đâu đấy? Ông lên. Ôi. Đá đây. Ông ơi. Ông ơi. Hiện tại là sân đang tưới nước này, cho cây cỏ đây. Anh đã giỏi đấy, anh đá mình góc đấy rồi, anh đá hai quả, anh đá mình góc đấy rồi. Tại sao ta góc kia đấy chứ?